Vâng, thì thưa quý vị, tiếp tục cái chuyên mục dinh dưỡng dành cho cái bệnh tiểu đường. Video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai cái món ăn được chế biến từ mang tây, không những tốt cho người bệnh tiểu đường mà tốt cho cả người bị bệnh tim mạch, bệnh huyết áp và bệnh mỡ máu cao. Mời quý vị cùng tìm hiểu. Món ngon từ mang tây rất đơn giản, dễ chế biến, ngon, bổ và đặc biệt tốt với bệnh nhân tiểu đường, người bệnh tim, người bệnh huyết áp cao, mỡ máu cao. Mang tây còn được gọi là thạch điêu bá, có giá trị dinh dưỡng rất phong phú và có giá trị làm thuốc cũng rất tốt. Mang tây có hai loại là mang xanh và mang trắng. Trong giá trị dinh dưỡng của mang xanh thì tốt hơn mang trắng, đặc biệt là hàm lượng các vitamin, canxi, chất sắt trong mang tây xanh cao hơn nhiều so với mang tây trắng. Bên cạnh đó thì chất lượng về chất đạm, chất bột đường, các vitamin và khoáng chất của mang tây cũng cao hơn rất nhiều so với các loại rau thông thường khác. Về giá trị dinh dưỡng của mang tây thì trong 100g mang tây thì gồm có chất béo là 0,1g và protein là 1,4g, chất bột đường là 15,1g, chất xơ là 1,9g, tổng năng lượng trong 100g mang tây là 18 kcal. Và sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai cái món ăn cũng là cái bài thuốc rất tốt từ mang tây. Vâng, thì thưa quý vị, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái nguyên liệu cũng như là cách chế biến cái món ăn từ mang tây và rong biển. Về nguyên liệu thì bao gồm có thứ nhất là mang tây 200g, thứ hai là rong biển 150g, thứ ba là gia vị gồm có hành, tỏi, muối và tương, giấm trắng vừa đủ. Cách chế biến như sau. Thứ nhất, mang tây rửa sạch, cắt đoạn. Rong biển ngâm nước lạnh, rửa sạch, cắt đoạn. Tỏi đập dập, hành thái nhỏ. Thứ hai, cho nước vào nồi đun sôi, cho mang tây, rong biển vào nồi chần, vớt ra để ráo. Thứ ba, cho mang tây, rong biển vào một cái bát to, thêm muối, tương, giấm vào trộn đều lên rồi bày ra cái đĩa. Về công dụng chữa bệnh của món ăn này thì mang tây có công dụng cao trong điều tiết đường, giúp ổn định đường huyết, ổn định huyết áp, giảm mỡ máu. Mang tây kết hợp cùng với rong biển, một loại thực phẩm chứa nhiều iốt và nhiều loại đường, có hiệu quả cao trong việc điều tiết đường trong máu, giảm độ keo của máu, cải thiện chức năng của thận và tuyến giáp, phù hợp để ăn thường xuyên đối với mọi bệnh nhân tiểu đường có biến chứng ở thận hoặc là chức năng tuyến giáp bị suy yếu. Vâng, thì ở đó là cái nguyên liệu cũng như là cái cách chế biến món mang tây và rong biển. Món ăn này rất đơn giản nhưng đặc biệt tốt với bệnh tiểu đường và có thể dùng thường xuyên được món ăn này. Sau đây thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái món ăn thứ hai, đó là món mang tây xào bạch hợp. Thứ nhất thì về nguyên liệu thì gồm có thứ nhất là mang tây 150g và thứ hai là củ bạch hợp là 50g, thứ ba là củ mã thầy 50g, thứ tư là tôm nõn tươi 50g, thứ năm là gia vị gồm có muối, sò khô, bột, dầu lạc, bột đao vừa đủ. Cách chế biến món ăn này như sau. Đầu tiên, mang tây cắt đoạn, mã thầy thái lát, tôm nõn chần chín. Sau đó đợi chảo nóng, cho dầu vào, cho mang tây bách hợp, mã thầy xào to lửa, thêm tôm nõn, gia vị cho vừa miệng, đảo đều, cuối cùng cho thêm bột đao là dùng được. Về công dụng chữa bệnh của món ăn này ăn thường xuyên sẽ có hiệu quả nhất định đối với các bệnh nhân tiểu đường, bệnh tim, bệnh cao huyết áp, mệt mỏi, phù thủng, tiểu khó. Thì thưa quý vị, đây là hai cái món ăn từ mang tây rất tốt dành cho người bệnh tiểu đường. Và bài viết này thì được viết trên website đó là vinamkhoe.net.
quý vị có thể vào trực tiếp cái đường dẫn này để vào bài viết này để tham khảo thêm, hoặc là tôi có để cái đường link ở trong phần mô tả bên dưới video này, quý vị kích vào cái đường link đó để vào đây tìm hiểu. Thì không những là cái món ăn từ mang tây rất tốt cho người bệnh tiểu đường, mà trong cái website này còn có rất nhiều món ăn khác, chẳng hạn như là bí đao chữa bệnh tiểu đường, rồi là rau củ quả tốt nhất cho người bệnh tiểu đường, các loại ngũ cốc tốt nhất cho người bệnh tiểu đường, và còn rất nhiều nấm hương chữa bệnh tiểu đường. Và sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ tìm hiểu cái công dụng của mang tây đối với bệnh tiểu đường như thế nào, và đối với một số bệnh bội nhiễm như thế nào, và mang tây thì tốt với sức khỏe của chúng ta như thế nào, thì mời quý vị sẽ tìm hiểu thêm. Mang tây hay còn được gọi là thạch điêu bá, có hai loại, mang tây xanh và mang tây trắng. Trong đó thì mang tây xanh thì chứa cái dinh dưỡng cao hơn là mang tây trắng và tốt hơn mang tây trắng, đặc biệt đó là một số cái vitamin cũng như là canxi và chất sắt. Bên cạnh đó thì mang tây so với các thực phẩm khác thì mang tây cũng chứa đa dạng và cái hàm lượng các dưỡng chất như là vitamin, carbohydrate, các chất đạm, các chất khoáng cũng cao hơn rất nhiều so với các thực phẩm khác. Đối với bệnh tiểu đường thì mang tây có tác dụng là hạ thấp đường trong máu và ngăn chặn một số những biến chứng do căn bệnh này gây ra, như là biến chứng về cao huyết áp, biến chứng về bệnh tim. Trong mang tây thì có chứa một cái chất gọi là curamin. Chất này thì có tác dụng là hạ thấp đường trong máu. Bên cạnh đó thì mang tây cũng chứa khá nhiều đó là cái nguyên tố carom. Mà nguyên tố carom được biết đến, đây là nguyên tố có tác dụng đó là bảo vệ tuyến tụy cũng như là kích thích tuyến tụy sản sinh ra insulin. Vì thế với người bệnh tiểu đường khi sử dụng khoảng 50g mang tây mỗi ngày là rất tốt. Về tác dụng của mang tây đối với một số bệnh bội nhiễm thì mang tây không chỉ tốt cho người bệnh tiểu đường cũng như là phòng tránh những biến chứng do căn bệnh này gây ra, mà khi đều đặn sử dụng một cái lượng mang tây nhất định thì cũng rất tốt cho đối với người bệnh tim mà không do căn bệnh tiểu đường gây ra, như là cao huyết áp, tim đập nhanh, hoặc là một số những chứng bệnh như là phù thủng, bí đái hoặc là viêm bàng quang. Một số lưu ý khi sử dụng mang tây, mặc dù mang tây là loại thực phẩm rất tốt nhưng không nên sử dụng mang tây sống hoặc là không nên sử dụng mang tây đã đẻ quá một tuần. Khi cùng bảo quản mang tây thì nên bảo quản ở nhiệt độ mát, tránh ánh sáng, và khi chế biến mang tây thì tránh chế biến ở nhiệt độ cao vì dễ làm thất thoát cái lượng axit folic rất quý trong loại mang tây. Giá đỗ là một trong những thực phẩm đem lại sức khỏe từ thiên nhiên, và đặc biệt là giá đỗ từ đậu tương hay còn gọi đó là rau như ý. Tỷ lệ hấp thu chất đạm từ giá đỗ cao hơn khoảng 10 lần so với đậu tương. Hơn nữa thì giá đỗ từ đậu tương còn có tác dụng đó là chống đầy bụng sau khi ăn hạt đậu tương. Do vậy mà giá đỗ thì được rất nhiều người yêu thích. Về tác dụng của giá đỗ đối với bệnh tiểu đường thì là khống chế không cho đường huyết tăng cao sau khi ăn. Cho dù là giá đỗ đậu tương hay là giá đỗ đậu xanh thì đều chứa khá nhiều chất xơ và cái năng lượng là rất thấp. Chính vì thế mà khi sử dụng giá đỗ cùng với bữa thức ăn khác thì sẽ khống chế không cho lượng đường trong máu tăng quá cao sau bữa ăn. Về tác dụng của giá đỗ đối với một số bệnh bội nhiễm, thứ nhất là chống mệt mỏi, thứ hai thì đó là tăng cường cái khả năng hệ miễn dịch và phòng chống ung thư, và thứ ba thì đó là hạn chế những cơn động kinh ở những người bệnh động kinh. Trong hạt đậu khi nảy mầm thì có chứa khá nhiều cái chất aspartat. Chất aspartat thì có tác dụng đó là giảm thiểu cái axit lactic, từ đó thì giúp cơ thể phòng tránh mệt mỏi. Trong giá đỗ thì cũng có chứa cái chất nitrophosphatat, thì cái chất này cũng có tác dụng đó là phòng ngừa cũng như là hạn chế những cái cơn động kinh, và đồng thời thì giá đỗ cũng chứa khá nhiều một số những loại chất có khả năng đó là tăng sức đề kháng cơ thể và phòng tránh bệnh ung thư. Một số cái lưu ý khi sử dụng giá đỗ, trong giá đỗ thì có chứa khá nhiều hàm lượng vitamin C, vì thế không nên ngâm giá đỗ lâu trong nước để tránh cái sự thất thoát của vitamin này. Thứ hai thì chất xơ trong giá đỗ thì cơ thể chúng ta tương đối là khó phân giải, vì thế mà những người có đường ruột yếu, những người tỳ vị hư hàn, những người hay đi ngoài thì không nên sử dụng giá đỗ nhiều. Như vậy thì video này chúng ta đã biết được
cái công thức cũng như cách chế biến hai cái món ăn rất tốt từ măng tây dành cho cái bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã biết được một số cái công dụng chữa bệnh của măng tây đối với một số bệnh bội nhiễm và cũng rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Hy vọng thì video này đã mang lại nhiều cái giá trị cho quý vị. Nếu quý vị yêu quý tôi thì cũng đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi. Và nếu quý vị thấy cái chương trình này là hữu ích thì cũng giúp tôi chia sẻ với cộng đồng. Xin kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.